Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 22 tháng 5 cho biết chính phủ nước này có thể cần cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên để đối phó với đại dịch COVID-19. Theo phát biểu của ngoại trưởng Nhật Bản ông Yoshimasa Hayashi tại một sự kiện ở thành phố Niigata của Nhật Bản, Tokyo cần hỗ trợ Bình Nhưỡng dù rằng giữa hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ngoại trưởng Hayashi cho rằng nếu không giải quyết các đợt bùng phát dịch ở Triều Tiên, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện và lan ra thế giới. Do vậy theo ông, cả thế giới cần đối mặt với vấn đề này. Trong ngày 22 tháng 5, Triều Tiên ghi nhận khoảng 186.000 ca sốt, nâng tổng số trường hợp này từ cuối tháng 4 đến nay lên tới hơn 2,64 triệu ca, trong đó đã có 67 ca tử vong. Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em tại thành phố cảng Durban, Cộng hòa Nam Phi mới đây đã nhất trí thông qua kêu gọi hành động Durban và hướng đến đối phó với thảm họa lao động trẻ em. Đây cũng là lần đầu tiên diễn đàn toàn cầu này có sự tham gia của các đại biểu trẻ em. Khoảng 1.000 đại biểu từ các chính phủ, tổ chức và các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã trực tiếp tham gia thảo luận trong khuôn khổ hội nghị về xóa bỏ lao động trẻ em tại Dubai, Nam Phi, cùng với các đại biểu là trẻ em. Ngoài ra, khoảng 7.000 người cũng tham gia hội nghị dưới hình thức trực tuyến. Kêu gọi hành động Dubai được đưa ra trong hội nghị đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động khẩn cấp vì hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng đã đe dọa đảo ngược nhiều năm tiến bộ chống lại lao động trẻ em. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Lao động Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, ít nhất 160 triệu trẻ em hiện đang tham gia lao động, tăng 8,4 triệu chỉ trong vòng 4 năm. Chính phủ Panama vừa công bố kế hoạch phát triển một nhà máy lọc sinh học tiên tiến để tăng nguồn cung nhiên liệu hàng không carbon thấp hơn. Trong bối cảnh ngành hàng không đang phải tìm cách là đạt được mục tiêu không phát thải carbon ròng vào năm 2050. Theo thông tin từ chính phủ Panama, dự án hợp tác phát triển nhà máy lọc sinh học ở nước này dự kiến sẽ sản xuất 180.000 thùng nhiên liệu sinh học mỗi ngày, tương đương với 2,6 tỷ gallon một năm, bao gồm nhiên liệu hàng không bền vững và dầu diesel sinh học. Sau khi nhà máy này được hoàn thành vào cuối năm 2026, dự án sẽ hướng tới mục đích sử dụng cơ sở hạ tầng xuất khẩu hiện có của Panama để cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững và dầu diesel sinh học trên phạm vi toàn cầu khoảng một nửa công suất của nhà máy lọc sinh học sẽ được sử dụng để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững ngành hàng không vốn được coi là khó khử carbon hơn so với các loại hình vận tải khác do đó cần gia tăng mạnh mẽ sản lượng nhiên liệu hàng không bền vững để ngành hàng không có thể đạt tới mức thải dòng bằng không Nhóm chuyên gia tại Bệnh viện City of Hope ở Los Angeles, một trong những trung tâm nghiên cứu về ung thư lớn nhất của Mỹ, mới đây đã thực hiện tiêm thử nghiệm một loại virus nhân tạo có khả năng chống lại ung thư lên người. Và thử nghiệm được kỳ vọng là mở ra hướng đi mới trong việc điều trị căn bệnh ung thư theo nhóm nghiên cứu thuộc bệnh viện city of hope ở los angeles mỹ virus vaccina là một loại virus oncolytic phiên bản biến đổi gen của một virus tự nhiên được tạo ra để lây nhiễm tái tạo và tiêu diệt các tế bào ung thư loại virus nhân tạo này hoạt động dựa trên cơ chế khuyến khích hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể tấn công các tế bào bị bệnh giúp tăng hiệu quả tiêu diệt khối u và ngăn ngừa tái phát trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và các thí nghiệm trên động vật, vacina đã được chứng minh làm giảm khối u của bệnh ung thư ruột kết, phổi, vú, buồng trứng và tuyến tụy. Thông qua việc bước vào giai đoạn thử nghiệm virus Vaccina trên một nhóm bệnh nhân đã trải qua hai lần điều trị truyền thống, nhóm chuyên gia hy vọng rằng sẽ khai thác được tiềm năng của ngành virus học và liệu pháp miễn dịch để tìm ra phương pháp điều trị nhiều loại bệnh ung thư chết người. Nghiên cứu này dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 24 tháng.